Rồi bây giờ là chín này nha, mềm mà việc mình múc ra. Mình múc ra. Mừng cả nhà đã trở lại với bà Tám Sài Gòn nha. Sáng nay bà Tám Sài Gòn hầm á, hầm củ giòn, hầm tà gốt nè, củ giòn, khoai tây với một củ cải trắng. Mà là mình hầm xương á, mình mua xương nè, ăn cho nó mát. Nè, rồi này có hành, hành lá, chút mình để hành lá lên. Rồi mọi người vào bếp cùng mình nha. Bây giờ mình bào cà rốt. Này mình gọt đựng cho cái còn dính mấy cái mắt á. Bây giờ bào củ cải trắng. Món này mình ăn nó mát lắm, rau củ mà. Và bây giờ tới mình bào củ giòn. Củ giòn quá trời luôn. Củ giòn cái màu đẹp. Gỡ mấy cái mà xương nó bị ở ngoài mình gỡ ra đây. Rồi. Mấy cái xương bỏ ở ngoài mình bỏ gỡ ra.
bếp lên nha. Rồi chị mở bếp lên nha. Rồi. Nếu nó có bọt mình vớt bọt nha. Chút nào. Rồi mình đẩy ra tiếp. Rồi giờ mình nó sôi rồi nè. Nè các bạn nhìn nè. Nếu nó có bọt mình vớt bọt nha. Vớt bọt ra. Rồi bây giờ mình hầm tiếp nữa ha. Mình hầm nha, nó mềm thì thôi đẩy tiếp nữa ha. Rồi. Rồi bây giờ là chín này nha, mềm mà việc múc ra.